Chắc là cái sự biết lắc lư mà lắc lư thế. Đó, đó. Mà tôi nghĩ chuyện ông với đầy nước bởi bay lửa đã sơ đó tâm sẽ không hòa lướt nhanh trên đường đi mà tôi tham vương cả tìm thay ở chiếc xe buýt nhỏ trên YouTube. Đừng đứng rồi. Nghe thấy chưa? Thử máy đứng đây luôn rồi kìa. Chồng lắc không nhanh bằng con luôn. Tiếp. Wow.